Hay quá, bác dính chuột luôn kìa, dính chuột nữa nè. Xả bồn được 2 bao, 1,5 bao.
Trời lao hoài. Trời xuống chẹt mình an toàn hơn các bạn ha. Nay bắt được hai con chuột, có chuyện xù lên làm xì được rồi. Cầu rất là nặng hết các bạn. Giờ máy cắt mà máy kéo chúng ta xong, ta di chuyển đi nơi khác chúng ta cắt tiếp tục. À, các bạn thấy hai chiếc máy cắt nè, IH850 nè và DC nè 70V AVW 70V. Chúng ta trên bờ chúng ta nghỉ nè, nghỉ ngơi nè. Hai chiếc luôn các bạn. Tới chiều rồi, nghỉ cắt nè. IH850 của Duy Thắng Kiên Giang ha.